Một người bạn thân đã tặng ba chai rượu ở Pháp. Con me lâu lắm rồi. Con với ba uống. Ba uống không? Ba muốn luôn hả? Thì con uống hết nha. Con cảm ơn ba. Sao? Ba nói gì? Trời ơi, tôi không ngờ ba tôi thương tôi tới vậy luôn á. Thơm quá trời đất. Cảm ơn ba. Cái này đem lên phòng ăn. Trời ơi, nó đã gì đâu quá. Ôi trời ơi, buổi nói chuyện quan trọng của tôi chuẩn bị cả tuần nay rồi. Ủa này, bà ở đây hả? Trời ơi, con tưởng đâu đứa con nít học đánh dần. Ba muốn luôn hả? Thì con uống hết nha. Con cảm ơn ba. Sao? Ba nói gì? Trời ơi, tôi không ngờ ba tôi thương tôi tới vậy luôn á. Thơm quá trời đất. Cảm ơn ba. Cái này đem lên phòng ăn. Trời ơi, nó đã gì đâu quá. Yeah! Trời ơi, đã quá vậy cô. Con làm tới mức đó mà ông làm thinh, ông nói gì hả? Như vậy mình phải quậy tới mới luôn hả? Mày chịu không nổi luôn á. Nói nghe nè, phần con đã xong, bây giờ tới phim phần mẹ. Ủa, mẹ có kế hoạch gì vậy? Ông ơi, ông ơi, ông à. Ủa, kêu mà không thấy ông trả lời, tưởng ông ngủ rồi, nhà thức hả? Nói nghe nè, chút nữa tivi á, nó coi dở cái lương hay lắm á. À, mình cho em mời mấy người bạn qua đây coi nha mình. Sao, muốn gì thì phải nói người ta mới biết chứ, im lặng là đồng ý rồi đúng không? Chị là đồng ý rồi phải không? Chú ba tôi mời mấy bà bạn chú ba coi nha. Biết sao không? Coi cả lượt càng đông càng vui ha ông ha. Không. Đi nha.
Cô à, sao ông nội bà Minh tới lâu quá vậy cô? Ê, sao tới lâu quá vậy ông? Tôi cũng biết nữa, bây giờ trễ mấy phút rồi đó mà ông nội chưa tới nữa. Bình thường mấy dịp này là ông nội đi sớm không ạ? Vậy chắc là do kẹt xe đó, thôi ngồi chờ thêm chút nữa ông nội ông tới đó. À, các em ơi, đợi cô một chút, cô ra ngoài cô gọi điện thoại cái nha. Dạ. À, dạ, dạ, dạ cô giáo sao thông cảm nha. Tại vì ông nhà tôi á, ổng bệnh bất tử. Tôi đâu biết để mà tôi báo cho cô. Dạ. Dạ. Tôi mới báo cô giáo là ông bệnh. Ủa, ai gọi nó vậy? Cái gì vậy? Chú ơi. Ừ? Chú ơi chú. Không nghe gì hết á. Nói là sự đàng hoàng đi, nói trống không chú không thích. Dạ, con kính thưa chú. Con là y tá Dung. Hôm nay con gọi để xin phép chú cho phép con mua thêm chậu bông nữa, y chang như cái chậu bông lần trước. Để con để ngay lễ tân cho nó cân bằng đó chú. Chú đồng ý nha chú. Ao, ao. Sao? Chú nói sao á, úng rồi vậy? Chú im lặng. Im lặng là đồng ý rồi đó. Chú ơi, chú im lặng là chú đồng ý hả chú? Im nữa hả? Dạ, 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 đồng ý dạ chú ơi, con cảm ơn chú nha. Bây giờ con đi mua liền. Sao mà con gửi quá đơn vậy cho chú nha? Muốn nói gì thì nói người ta đi. Ông nói gì trơn trọi vậy? Ủa, ai mới vui người ta? À, bạn tôi tới rồi. Trời ơi, hôm nay coi cái lương đông vui ca đã luôn. Chờ tới chút nha. Điên chứ. Không chịu đọc kỹ bản hợp đồng giờ sao đây? Cũng lao thì phải sao lao thôi. À, đóng quảng cáo kia đó còn gì hình tượng của mình nữa. À! Còn ta, ta đây có công. Ân nhân có công, san sẻ một phần máu thịt cho tiện nữ thì chẳng khác chi là một đấng sinh thành. Xuyên lạc là... con của ta. Như vậy bà là giỏi lắm. Dám nhân lúc tôi như vậy mà kêu người tới quậy phá hả? Còn ta, ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta cũng có một đứa con gái nhưng mà nó đã theo. Chồng. Trời ơi! Trời ơi! Chú dòng cổ nó ngon gì đâu á? Trời ơi! Hay quá! Hay quá! Tôi thích nhất là cái kiếm ca cái tuần này nha bạn. Ừ. Ca hay mà còn đẹp trai nữa đó. Mê liền á. Mấy bà im lặng đi. Để ông Nghĩa ngủ không, ông la bây giờ đó. Trời ơi, ông có ngủ nghe đâu. Ông chồng tôi, ông vui vẻ lắm, yên tâm. Mà mình coi cả lương mình mới bàn tán xôn xao như đá banh vậy đó mới hay. Chứ ngồi mà im lặng nó được. Nè anh. Thấy không, ông còn múa minh họa cho mình coi nữa đó. Nói nghe nè, ông chồng tôi á dễ thương lắm. Mỗi lần tôi coi cải lương á là ông đau muốn minh họa. Bây giờ không bao giờ coi cải lương mà tôi chán hết trơn trời đó. Ý vậy? Ý ông là sao chị? Đâu có sao, muốn minh họa không có gì trơn á. Muốn gì thì nói, ông nói làm sao ta biết. Nè, cứ ăn đi, ăn khỏi coi là coi thoải mái nè, ăn đi, ăn đi. Có ông chồng tâm lý vậy á, đã thiệt chứ. Ừ. Đó, sao vậy? Hả? À sao tắt hả? Tắt cái mở ra. Muốn gì nói ha? Làm thế nó mới biết gì hết á. Trời ơi, công nhận á, bây giờ tôi mới biết nha. Sao? Anh Nghĩa vui tánh ghê nha. Bà Năm là sướng nhất vậy hả? Ăn đi, ăn vừa coi mới đã. Đúng